89. Nhân sân tâm thôi hùng khóc giới. Giới gây cãi nhau, đấm ngực khóc lóc. 89.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Um, chế tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, cộng đấu tránh, bất thiện ức trì tránh sự, trùy khung đề khóc giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni cùng nhau tranh cãi, không nhớ việc tranh cãi như thế nào mà tự đấm ngực khóc lóc, thì phạm tội ba giật đề. 89.2 Duyên Khởi Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Cụ Sư La tại nước Cầu Diệm Di. Khi ấy tỳ kheo ni tranh cãi với một tỳ kheo ni khác, lại không nhớ rõ việc gây cãi như thế nào, bèn dùng tay mình tự đấm vào ngực khóc la. Quý tỳ kheo ni khác thấy liền quở trách, rồi đến bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn: "Đức Phật, vì các tỳ kheo ni kiết giới này." 89.3 Cụ duyên giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Tranh cãi với nhau, không nhớ. Trong tâm buồn giận, tự đắm ngực khóc. Rời nước mắt, cứ mỗi giọt nước mắt là một tội ba vật đề. 89.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Cộng đấu tránh có bốn hình thức đấu tránh, đó là ngôn tránh, mít tránh, phạm tránh và sự tránh. Bốn hình thức này đã giải thích ở những giới trước. Bất thiện ức trì tránh sự, chùy khung đề khóc giả ba giật đề, nghĩa là quên việc tranh cãi gây gỗ như thế nào, trong lòng tức giận buồn bực, đấm ngực than khóc. Cứ một lần đấm ngực khóc là một tội ba giật đề cứ mỗi giọt nước mắt rớt xuống là một tội ba giật đề. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 38, thuyết minh, nếu tỳ kheo ni tự đấm ngực mà không khóc, cũng phạm tội việc tỳ ni. Nếu khóc mà không đấm ngực, cũng phạm tội việc tỳ ni. 89.5 Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết là ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 89.6 Khai duyên Những trường hợp không phạm Khi có bệnh tức ngực nên đắm Hay vì ăn cơm mắt nghẹn nên phải đắm Hoặc lúc đi đại tiểu tiện Vì răng mạnh nên chảy nước mắt Hoặc vì gió thổi lạnh Bị thời tiết nóng nên chảy nước mắt Hoặc bị khói xông vào mắt nên chảy nước mắt hoặc lúc nghe thuyết pháp tâm xúc động chán ngán cảnh sinh tử khổ đau nên rơi nước mắt hoặc bị bệnh mắt khi nhỏ thuốc nước mắt chảy ra hoặc bị gió thổi cát bụi bay vào mắt nên nước mắt chảy tất cả đều không phạm 89.7 tập giải nếu không nhớ việc đã tranh cãi đối với ly lẽ khó tỏ bày biện bạch đã thuộc về phần thua, thì cần phải tu nhẫn nhục, đừng khởi tâm tức giận gây gỗ. Chung sống với nhau cần phải giữ hòa khí, trong tâm phải tịch tịnh, chuyên tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật. Không được lớn tiếng, huống gì lại tự đắm ngực khóc la, tu nước mắt, làm nhiễu loạn sự dụng công tu tập của người khác. Tự mình đã tổn oai nghi, mất sự tôn nghiêm, bị người khác chê bai, lại còn tập thêm tư thái ác liệt. Như thế, làm sao chứng được đạo quả? Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải cẩn thận, nghiêm trì giới này, tức là xa lìa được 84 tư thái hạ liệt, sớm chứng được quả vô thượng bồ đề vậy. 90. Đồng sàng ngoại giới Giới không bệnh mà nằm chung giường 90.1 Giới tướng văn giới Âm Chế tội đại thừa đồng chế Nhược tỳ kheo ni vô bệnh, nhị nhân cộng sàng họa ba vật đề Nghĩa Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà nằm chung hai người trên một giường thì phạm tội ba vật đề 90.2 Duyên Khởi Bây giờ, Đức Phật ngự tại nước Ba Kỳ Đà. Khi ấy, hai vị trong số lục quần tỳ Kheo Ni nằm chung một giường. Các tỳ Kheo Ni khác trông thấy tưởng là tỳ Kheo Ni nằm chung giường với nam tử. Nhưng khi họ ngồi dậy mới biết là không phải. Bây giờ, có một viên đại tướng dũng kiện, đa trí, mưu lược chiến thuật, rất thiện chiến. Ông cưới vợ về chưa bao lâu thì bị vua phái đi viễn chinh. Ông định đem vợ mình gửi tại nhà cư sĩ. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, ông cho rằng nhà cư sĩ có nhiều nam nhân rất bất tiện. Đại tướng này lại là người quen biết với bạc đề ca Tỳ La Tỳ Kheo Ni. Nên ông thầm nghĩ nên đem vợ gửi cho Tỳ Kheo Ni ấy sẽ được yên tâm khi xuất chinh. Nghĩ xong, ông liền đem vợ gửi cho tỳ kheo ni ca tị la tỳ kheo ni ca tị la nhận lời gửi gắm của viên đại tướng và cũng vì muốn giúp đỡ nên cho vợ viên đại tướng ngủ chung giường với mình vì da thịt của tỳ kheo ni rất mềm mại mịn màng nên khi cô vợ viên đại tướng gần gũi liền sinh tâm nhiễm trước thời gian sau viên đại tướng viễn chinh trở về đến am rước vợ về nhà người vợ mãi mơ tưởng cảm giác êm ái mềm mại trên thân của tỳ kheo ni nên chỉ một thời gian ngắn cô ta bỏ chồng trốn trở lại am của tỳ kheo ni viên đại tướng thắc mắc suy nghĩ ta những tưởng gửi vợ cho tỳ kheo ni là việc tốt nào ngờ sự thể lại hóa xấu tại sao vợ ta bây giờ không còn thích ta nữa tại sao nàng bây giờ lại thích vị tỳ kheo ni kia và trở lại am sống với vị đó bây giờ quý tỳ kheo ni khác biết chuyện liền hiềm trách ca tỳ la tỳ kheo ni rồi đem việc ấy bạch với quý tỳ kheo quý tỳ kheo bạch lên đức thế tôn đức thế tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này khi đức phật kiết giới này rồi có nhiều vị tỳ kheo ni nghi ngại không dám nằm chung giường, cũng không dám ngồi chung với nhau. Dù khi có người bệnh cần chăm sóc, Đức Phật dạy, từ nay ta cho phép cùng ngồi nằm chung giường với người bệnh. Thế nên Đức Phật lại kiết giới này lần thứ hai. 90.3 Cụ Duyên Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Cùng nằm chung giường không bệnh duyên, vừa nằm chung thì phạm. 90.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Vô bệnh, tức là bao gồm 404 thứ bệnh do bốn đại không điều hòa sinh ra. Nhị nhân cộng sàng họa ba vật đề. Sàng tức là giường, nếu tỳ kheo ni không bệnh mà hai người cùng nằm chung giường, tùy theo đặt lưng xuống giường nằm chung bao nhiêu lần thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Tùy theo bao nhiêu lần lăn trở thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Trong luật ngũ phần quyển 14 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni cùng với hàng phụ nữ bạch y hay ngoại đạo đồng y nằm chung thì phạm tội ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni khác, thích xoa mana, Ni, đồng y mà nằm chung giường cũng phạm tội ba vật đề. 90.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 90.6 Khai duyên những trường hợp không phạm. Cùng với người bệnh nằm chung giường hoặc là người nằm, người ngồi, hoặc bị bệnh té, hoặc bị kẻ cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả đều không phạm. 90.7 Tập giải Hai người nằm chung một giường có thể sinh ra các quá hoạn như trong phần duyên khởi đã thuyết minh nếu do vì thân thể đụng chạm nhau mà sinh ra ái dục, cùng nhau hành dâm thì dễ sinh ra những chứng bệnh biến thái về tâm lý, kích thích sự co rút của tử cung, làm cho những chất dịch nhơ bẩn tiết ra càng nhiều, khiến cho chu kỳ kinh nguyệt bị thất thường, dẫn đến những chứng bệnh về tử cung như lụ thủng, thủy lựu, huyết lựu, nhục lựu, tiềm duy lựu, nham thủng, vân vân. Khi khám bệnh, y bác sĩ thường phát hiện rất nhiều người nữ vướng những chứng bệnh này, đặc biệt đa phần là những người trung niên trở lên mà chưa kết hôn. Trong căn bản nhất thiết hữu bộ Bí Sô Ni tỳ Nại Gia Quyển 18 Thuyết Minh Cùng duyên xứ, tức là nước xá vệ, bây giờ có hai vị Bí Sô Ni là oán ái và thương ái, ngủ chung một giường, cùng làm việc luyến ái. Về sau, một người đột nhiên có thai đúng ngày tháng sinh ra một cục thịt hoàn toàn không có tay chân mặt mũi quý tỳ kheo ni biết chuyện liền tẩn xuất vị ni đó ra khỏi chùa rồi đem việc đó bạch với quý tỳ kheo quý tỳ kheo bạch lên đức thế tôn đức phật dạy hãy khoan tẩn xuất cần phải quan sát kỹ các thầy về bảo tỳ kheo ni ấy đem cục thịt đó để dưới ánh nắng mặt trời nếu cục thịt ấy phần hóa tiêu hủy thì không phải là thai. Nếu không bị tiêu hủy thì đó chính là thai. Tỳ Kheo Ni vân lời Phật dạy, đem cục thịt để dưới ánh nắng mặt trời. Cục thịt ấy liền tiêu hủy. Tỳ Kheo Ni bạch lại với bí rô, bí rô bạch lên Đức Phật. Đức Phật liền giảng nói rộng việc làm tội lỗi của Tỳ Kheo Ni kia, rồi chế học xứ này đọc đoạn văn trên chúng ta phải sinh tâm sợ sệt tuyệt đối không nên làm những việc như vị tỳ kheo ni trên xét cho kỹ thì tư thế nằm ngủ nghĩ là một trong những pháp bất định vì làm cho tâm thức tối tâm nên gọi là thùy năm thức hôn ám không nhận biết nên gọi là miên một trong ngũ cái tham sân thùy điệu nghi gọi là Thùy Miên Cái. Nghĩa là chúng sinh bị Thùy Miên phiền não che lấp tâm thức, không thể tiến tù thiện pháp. Vì thế mà trầm luân trong ba cõi, không lúc nào thoát ly. Thùy Miên nếu trong ngũ dục thì gọi là Thùy Miên Dục. Nghĩa là phàm phu không tinh tấn tu theo thiện pháp, buông lung biến lười, chỉ ham ngủ nghỉ, say đắm theo dục lạc, mộng mị trong đêm trường, không biết ngày nào mới được thoát ly. Cho nên Đức Phật dạy đệ tử xuất gia, đầu hôm tụng kinh, giữa đêm tạm nghỉ, sau đêm kinh hành. Phải thông thiết nghĩ đến khổ sinh tử luân hồi, vô thường đáng sợ mà cấp thiết tinh tấn tu hành. Trong kinh Phật Di Giáo Thuyết Minh Quý Thầy tỳ Kheo, ban ngày hãy siêng năng tu tập Pháp lành, đừng để mất thì giờ đầu hôm sau hôm cũng đừng bỏ bê nửa đêm tụng kinh để tự tiêu tức các thầy đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến cho một đời xuất gia của mình trôi qua mà không được lợi ích gì phải nghĩ lửa vô thường thiêu đốt trong thế gian sớm cầu tự độ đừng ham ngủ nghỉ vậy những giặc phiền não luôn luôn rình đập giết người còn hơn cả kẻ oan gia như vậy thì không nên hàm ngủ nghỉ. Chẳng tự cảnh ngộ. Rắn độc phiền não còn ngủ trong tâm của các thầy. Thì như con rắn đen còn ngủ trong nhà của các thầy. Cho nên phải dùng lưỡi câu trì giới sớm lo trừ diệt. Rắn ngủ đã ra rồi thì mới có thể yên ngủ. Rắn chưa ra mà mê ngủ là người không biết hổ thẹn vậy. Tỳ kheo không bệnh đừng nằm lúc ban ngày, đặc biệt là lúc giờ ngọ, giờ mùi, rất có hại cho thân thể. Vì giờ ngọ thuộc hỏa, nếu ngủ trưa sẽ bị hại cho hệ thần kinh. Đó là điều các vị minh y trong đời ngăn cấm. Huống chi Phật là đấng đại y vương xuất thế, thấu suốt lý này. Vì thế, Phật chế giới không cho đệ tử xuất gia nằm ban ngày. Như trong Ma Đắc Lạc Già Quyển 6 Thuyết Minh tỳ kheo nếu không bệnh thì không được nằm lúc ban ngày không được nằm trong chỗ có đèn nếu mỏi mệt quá thì phải đứng dậy đi nhưng không được xúc não người thứ hai sự ngủ nghỉ quy định như thế nào đức thế tôn cho phép tỳ kheo kinh hành ngồi thiền lúc ban ngày để trừ diệt thùy miên cái đầu hôm đã qua dùng uất đa la tăng xếp làm bốn lớp để trải nằm dùng tăng già lê xếp lại cuộn tròn làm gối nằm nghiêng về phía không bên hữu hai chân chồng lên nhau không được để tay chân buông xuôi không được để tâm tán loạn y phục không được nhăn nhúm lúc ngủ phải quán minh tướng giữ chánh niệm khởi tưởng tư duy sau đó mới ngủ đến qua nửa đêm thì phải nhanh chóng ngồi dậy kinh hành ngồi thiền để diệt trừ thùy miên cái phải biết phép tắt lúc ngủ nghỉ, không được nằm ngửa như cách của Atula, không được nằm sấp như cách nằm của ngạ quỷ, không được nằm nghiêng về phía hông bên tả như người tham dục. Người xuất gia phải nằm kiết tường, tức là nằm nghiêng về phía không bên hữu vậy. Trong bộ Tam Thiên Oai Nghi Thuyết Minh, ngủ nghỉ có năm cách cần phải biết. Một, nằm quay đầu về phía Phật. 2. Không được nằm đưa chân hướng về phía tượng Phật. 3. Không được duỗi cả hai chân. 4. Không được nằm quay mặt vào vách, không được nằm sấp. 5. Không được dựng đứng hai đầu gối hay dựng đứng một đầu gối hoặc để chân trên chân dưới, phải dùng tay gối đầu, đem hai đầu gối của chân chồng lên nhau đức thế tôn thường dạy các đệ tử không được tham ngủ nghỉ, dù nằm cũng phải nhất tâm chánh niệm, như trong kinh Phật Bát Nê Hoàng Quyển thượng thuyết minh. Tỳ kheo vân lời Phật dạy, Tỳ kheo không được ham nằm, nằm không suy nghĩ việc khác, thì chánh pháp có thể cửu trụ. Ưa gìn giữ tâm thanh tịnh, không ưa pháp hữu vi, thì chánh pháp có thể cửu trụ ưa ừ, ở chung với bậc hiền thiện, tu hạnh nhẫn nhục, cẩn thận đừng tranh cãi với nhau, thì chánh pháp có thể cửu trụ. Không được quở trách, trong mong được người lễ kính. Khi vì người nói kinh, đừng dụng tâm làm việc ân đức, rồi mong cầu người khác trả ân, thì chánh pháp có thể cửu trụ. Khi được chứng đạo chút ít, đừng tự buông lung kiêu mạng, thì chánh pháp có thể cửu trụ. Đừng suy nghĩ những việc tình dục, tâm không nghĩ những việc khác, như thế thì chánh pháp có thể cửu trụ. Đừng tham lợi dưỡng, thường ưa ở chỗ vắng vẻ, dùng nệm cỏ làm giường, trì kheo giữ gìn như thế thì chánh pháp có thể cửu trụ. Cho nên cần phải nhiếp tâm, đừng tham ngủ nghỉ. Nếu ăn no, ngủ kỹ, không học tập kinh luật, thì khi chết bị đọa vào trong tam đồ như lưu thịt trong kinh tăng hộ thuyết minh thật là đáng sợ vậy là tỳ kheo ni phải cẩn thận nghiêm trì giới này thì có thể ngăn ngừa các quá hoạn và nhiếp hộ oai nghi